Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mặc dù có lịch cắt điện, tuy nhiên một số khu đô thị cao cấp, cư dân vẫn có điện sử dụng bình thường do được trang bị máy phát công suất lớn. Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, hệ thống điện được đánh giá trong tình trạng cực kỳ khẩn cấp. Báo cáo gần đây của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN gửi Chính phủ về tình hình cung ứng điện cho hay, nguồn cung điện ở miền Bắc có thể thiếu hụt 8.000 MW. Đây là mức cao hơn nhiều so với dự báo trước đó là 5.000 MW và cao hơn cả báo cáo tháng 3 năm 2022 khi công suất thiếu hụt chỉ là 1.300 MW. Theo đó, thời gian gần đây, không chỉ các tỉnh thành, nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội cũng rơi vào tình trạng bị cắt điện luân phiên. Nhiều khu chung cư người dân sống khổ vì nóng bức trong những ngày có lịch cắt điện. Dù vậy, một số khu đô thị cao cấp đã trời lớn, chạy máy phát điện liên tục cho người dân trong suốt thời gian mất điện. Cụ thể, một số khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội đã có tới 22 máy phát điện, lượng tiêu thụ là 500 lít dầu trên một giờ. Theo đó, để đảm bảo vận hành điện sinh hoạt của cả khu đô thị, đáng chú ý trong thông báo mà cư dân nhận được nhiều còn nhấn mạnh rằng, trung bình một giờ chạy máy phát điện hết hơn khoảng 200 triệu đồng tiền nhiên liệu. Khoản chi phí này sẽ được trừ vào phí dịch vụ mà người dân đóng hàng tháng. Theo chị P, người dân sống tại khu đô thị cho biết, mặc dù đã được thông báo cắt điện diễn ra cả ngày, tuy nhiên trong khu đô thị vẫn có điện sinh hoạt bình thường. Thường nếu mất điện sẽ rất nhanh có lại, nên ai không để ý sẽ không biết. Tại khu đô thị Vinhomes Green Bay ở địa phận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mới đây đã có thông báo tới cư dân lịch cắt điện của EVN. Cụ thể, theo kế hoạch của ban quản lý nhận được từ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc tạm ngừng cung cấp điện tại khu đô thị trong thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 8 tháng 6 năm 2023. Ban quản lý khuyến cáo cư dân đã chuyển đổi từ điện lưới sang điện dự phòng. Hệ thống điện sẽ tạm ngắt trong thời gian chỉ 45 giây. Theo cập nhật thông tin mới nhất, dù điện lưới và khu đô thị Vinhomes Green Bay đã chính thức bị cắt vào lúc 10 giờ sáng, thế nhưng hiện tại, cư dân sống tại khu đô thị vẫn được sử dụng điện sinh hoạt bình thường bởi đã có máy phát điện công suất lớn cung cấp điện cho toàn khu đô thị trong suốt 9 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, ban quản lý khuyến cáo hạn chế sử dụng thiết bị điện không quá cần thiết. Đồng thời, ban quản lý sẽ thực hiện giảm tải điều hòa hành lang và những thiết bị không cần thiết. Chị N, người dân sống tại khu đô thị Vinhomes Green Bay cho biết, từ đầu năm 2019 tôi đã nhận được nhà và chuyển về đây ở, thế nhưng vẫn chưa thấy khu đô thị bị mất điện, trừ những hôm bảo trì hệ thống và có thông báo trước. Ngày hôm nay và ngày 8 tháng 6, tôi đã nhận được thông báo sẽ cắt điện từ 8 giờ sáng tại khu đô thị, nhưng chưa đến gần trưa, điện vẫn dùng bình thường. Hỏi ra mới biết ban quản lý đã chạy máy phát điện từ sáng và dự kiến sẽ chạy liên tục trong 9 tiếng. Như vậy đảm bảo cư dân sẽ không bị mất điện trong thời gian bị cắt điện lưới. Thực tế tại Hà Nội nhiều khu chung cư cao cấp được trang bị máy phát điện. Mặc dù ban đầu tiện ích và quảng cáo của chủ đầu tư có máy phát điện thế nhưng không được người mua quan tâm. Tuy nhiên, vào những ngày hè nóng nực, khi tình trạng cắt điện liên miên khiến nhiều người dân tại những khu chung cư cao cấp mới thấy được giá trị của việc chung cư được cung cấp máy phát điện ngay từ đầu. Dù đã huy động hết công suất tất cả các nhà máy điện, các nguồn điện trên toàn quốc, hàng loạt doanh nghiệp và người dân vẫn phải chịu cảnh cắt điện giữa những ngày nắng nóng ở nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc. Ảnh hưởng của El Nino kéo theo nước về hồ chứa giảm mạnh, nhiều hồ thủy điện lớn trên toàn quốc đã cận kề mực nước chết, không thể phát điện. Theo ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0, tình hình thủy văn các hồ thủy điện trong vài tháng trở lại đây có nhiều diễn biến bất lợi, khiến ngành điện gặp rất nhiều khó khăn trong cung ứng điện cho nền kinh tế. Theo thống kê, hiện có khoảng hơn 10 hồ thủy điện lớn ở cả ba miền Bắc Trung Nam, mực nước đã sắp xỉ mực nước chết hoặc là ở mức chết, không thể phát điện. Trong số các thủy điện lớn khát nước trầm trọng, có các hồ thủy điện của EVN như Lai Châu, Trị An, Iali, Bản Chắc, Hội Quản, Trung Sơn, Buôn Cúp, Buôn Tusra, Srepok Ba, sông Ba Hạ. Thực trạng này sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho hạ du cũng như có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện trong thời gian còn lại của mùa khô năm nay. Theo ông Khu, điều đáng lo hiện tại là hiện tượng El Nino sẽ xảy ra vào các tháng cuối năm 2023, cũng khiến lượng mưa giảm thấp so với trung bình nhiều năm. Điều này làm cho lưu lượng nước về hồ thủy điện các tháng cuối năm tiếp tục có xu hướng giảm thấp, có xu hướng thiếu hụt hơn so với trung bình nhiều năm và sẽ ảnh hưởng tiếp tới ngành điện vào năm tới. Thời gian qua, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã huy động tất cả các nguồn điện trên hệ thống. Ông Khu cho hay, theo số liệu của EVN, đến cuối tháng 5, điện quy đổi từ lượng nước còn lại trong hồ thủy điện ở miền Bắc chưa đến 1,23 tỷ kWh, chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của miền Bắc trong 4 ngày nếu tính theo mức tiêu thụ của ngày nắng nóng như ngày 22 tháng 5. Đến ngày 3 tháng 6, miền Bắc huy động hụt khoảng 5.000 MW lượng thủy điện
do hầu hết hồ lớn của vùng đã về gần mực nước chết. Các hồ như Lai Châu và Hổ Na, Thác Bà, Sơn La, Tuyên Quang chỉ còn đủ để khai thác trong 0,4 đến 0,9 ngày. Riêng thủy điện Lai Châu và Sơn La hiện phải chạy máy tối thiểu ở dưới mực nước chết, tiềm ẩn nhiều rủi ro vận hành. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, dung tích hồ chứa Bản Vẽ hơn 1,8 tỷ mét khối, trong đó dung tích hữu ích từ cao trình 155m đến 200m là 1,3 tỷ mét khối nước. Hiện nay, mực nước hồ đang ở mức 159,25m, thấp hơn 19m so với cùng kỳ. Mực nước này chỉ cao hơn 4m so với mực nước chết và dung tích hữu ích còn lại chỉ còn hơn 90 triệu mét khối. Với thời tiết diễn ra cực đoan như hiện tại, khi hồ thủy điện Bản Vẽ tiếp tục xả nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì sau khoảng 6 đến 8 ngày nữa, hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ về mực nước chết ở cao trình 155m, ông Hùng cho biết. Theo dự báo, trong nửa cuối tháng 6 và hết mùa khô, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng cực đoan, thì hạ lưu sông Cả sẽ xảy ra hiện tượng thiếu nước cấp do hạ du và nguy cơ không đáp ứng đủ điện lên hệ thống. Trong khi nhiều hồ thủy điện đang lâm nguy do thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn nước phát điện, thì nhiều tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống cũng bị suy giảm công suất hoặc liên tục gặp sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt kéo dài. Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đến ngày 5 tháng 6, tổng công suất các tổ máy bị suy giảm công suất khoảng 926 MW, bao gồm S1 Cẩm Phả, S1 S4 Hải Phòng, S1 Bảo Khê, S5 Phả Lại 2, S1 S4 Quảng Ninh, S1 S2 Đồng Sơn, S1 S2 Thăng Long, S7 Uông Bí, S1 S2 Mông Dương 2, S2 Formosa Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tổng công suất các tổ máy nhiệt điện đang gặp các sự cố khoảng 3.250 MW, bao gồm 1L S1, 2L S2, 1L S3, 2L S4 Phả Lại 1, S6 Phả Lại 2, S2 Cẩm Phả, S2 Nghi Sơn 2, S1 Quảng Án 1, S2 Mạo Khê, S2 Thái Bình 2, S1 Nghi Sơn 1. Trước đó, thông tin tại cuộc họp báo chính phủ ngày 3 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, dù nói về nguy cơ, nhưng thực tế có một số nơi, ở một số thời điểm nhất định, đã xuất hiện tình trạng thiếu điện cho sinh hoạt của người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bộ Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp tìm mọi cách để tăng sản lượng than cho sản xuất điện, điều tiết việc cung cấp than để tăng lượng than cho phát điện khoảng 300.000 tấn cho tháng 5 và khoảng 100.000 tấn cho mỗi tháng tiếp theo, tháng 6 và tháng 7, tăng 18% lượng khí cấp khu vực Đông Nam Bộ và 8% lượng khí cấp khu vực Tây Nam Bộ cho sản xuất điện. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN khẩn trương hoàn tất đàm phán, ký hợp đồng mua bán điện đối với các nhà máy điện gió, điện mặt trời, chuyển tiếp để sớm đưa vào vận hành, nối lưới và có thể phát điện ngay lên hệ thống điện quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.